nhiều chiến đấu cơ khác. Điều đó giúp B-21 trở thành một nền tảng linh hoạt và đáng tin cậy của Mỹ để tăng cường sức mạnh răn đe ở Thái Bình Dương. B-21 trình làng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung vẫn âm ỉ. Gần đây nhất Bắc Kinh tức giận khi Nhà Trắng thông báo các kế hoạch cung cấp vũ khí mới cho Đài Bắc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng ra sức hiện đại hóa quân sự, xây dựng các kế hoạch dự phòng ở các vùng biển, tờ South China Morning Post cho biết. Bắc Kinh hiện không có chiến đấu cơ thế hệ thứ 6, nhưng ông Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, đã nói rằng Trung Quốc được cho là đang phát triển máy bay ném bom mới H-20. Dù không có nhiều thông tin chính thức về loại máy bay này, Lầu Năm Góc ước tính H-20 có thể có phạm vi hoạt động hơn 8.500 km. Ông Davis nhận định, rõ ràng Trung Quốc sẽ cẩn thận quan sát chiếc B-21 và cố gắng bổ sung tính năng mạnh mẽ hơn cho chiếc H-20 hay các biến thể sau của nó. Cuộc cạnh tranh vẫn đang tiếp tục. Chuyên gia Hitz cho rằng Trung Quốc còn có nhiều tên lửa tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26, có thể cung cấp phạm vi tấn công tương đương với oanh tạc cơ và khó bị bắn hạ. Bên cạnh đó, ông Hitz nhận định B-21 có nhiều tính năng ưu việt, nhưng giá thành đắt đỏ của nó là một hạn chế. Giá càng đắt, số lượng máy bay được sản xuất càng ít. Câu hỏi là Mỹ có đủ số lượng máy bay cần thiết cho các mục tiêu chiến lược hay không?